Minh Tuyết thi chị đẹp đạp gió, đối đầu Phương Thanh, tóc tiên. Tham gia chị đẹp đạp gió sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Tuyết thừa nhận bản thân áp lực, đồng thời sợ người khác nhìn thấy những khía cạnh không hoàn hảo của bản thân. Tối ngày 27 tháng 9, chương trình chị đẹp đạp gió công bố Minh Tuyết là một trong ba nữ nghệ sĩ cuối cùng tham gia mùa thi năm nay. Cô chia sẻ bản thân đã phân vân rất lâu mới dám nhận lời tham gia chương trình vì sợ sẽ không làm tốt ở sân chơi mới. Giọng ca đã không yêu thì thôi giải thích. Tôi ngại và sợ phải đối mặt với sự thay đổi Tôi biết là khi tham gia chương trình sẽ phải thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn rất sợ để người khác thấy được những khía cạnh không hoàn hảo của bản thân. Khi đã tham gia chương trình truyền hình thực tế, thì phải cho khán giả thấy những gì thật nhất của mình. Tôi đang sợ phải đối mặt với những điều đó dù tôi rất muốn làm. Em gái Cẩm Ly tiếp tục bộc bạch. Thật sự khi nhận lời tham gia chương trình, tôi rất áp lực. Bởi vì mọi người khi xem tôi trên video, nghĩ tôi nhảy rất tốt. Tuy nhiên, khi quay hình, mình sẽ có một thời gian tập luyện và động tác của mình cũng không quá nhiều phần lớn là do gốc máy hoặc đen sơ nhảy tôi chỉ nhảy một ít tổ hợp thôi và tôi có một thời gian nhất định để tập rồi còn qua chỉnh sửa video nữa khán giả khi xem thì không biết được và nghĩ tôi nhảy tốt thực tế tôi không phải là một người nhảy nhiều và chuyên nghiệp tôi có khiếu nhảy có năng lượng biểu diễn sân khấu nhưng mà để nói chuyện chuyên nghiệp hay thường xuyên nhảy thì không phải mọi người nghĩ tôi sẽ rất giỏi về những khía cạnh đó điều này vô tình tạo cho tôi một áp lực cực kỳ lớn khi tham gia chương trình minh tuyết cũng bày tỏ rằng khi chính thức nhập cuộc luôn quyết tâm cao độ và nỗ lực hết mình. Khán giả đã yêu thương mình suốt hơn 30 năm rồi, thì mình chỉ có một nhiệm vụ là đáp trả lại tình yêu thương đó của khán giả bằng cách cố gắng thôi, người đẹp nói thêm. Bên cạnh Minh Tuyết, một chị đại khác đã được nhà sản xuất công bố, ca sĩ Phương Thanh, giọng ca 51 tuổi chia sẻ, cô nhận lời tham gia chị đẹp đạp gió vì muốn có một sân chơi tinh thần đoàn kết, tạo mọi cơ hội cho nghệ sĩ tỏa sáng với chính khả năng của họ. Giọng ca một thời đã xa, xem hành trình này là cơ hội để mình rèn luyện thể lực phá bỏ giới hạn của bản thân, thử sức ở vai trò mới, đồng thời bồi đắp thêm tình cảm khi đồng hành với các chị đẹp khác. Cái tên còn lại trong dàn chị đẹp tham gia hành trình đạp gió năm nay là Tóc Tiên. Cô chia sẻ, có nhiều lý do tôi quyết định tham gia chị đẹp đạp gió 2024. Năm ngoái tôi đã từ chối lời mời của chương trình vì muốn dành thời gian toàn tâm toàn ý với anh album mới. Tuy nhiên, tôi gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại khác nhau trong quá trình thực hiện. Vì vậy, tôi nghĩ chính mình nên có thêm trải nghiệm mới và chị đẹp đạp gió có thể cho tôi điều đó. Tóc Tiên cũng thích thú với sân chơi mới, khi cô thực hiện khá nhiều khía cạnh của bản thân. Cô diễn khả năng hát, vũ đạo, các kỹ năng trình diễn đa dạng, cùng sáng tạo với các chị đẹp để có những tiết mục bùng nổ khi thi đấu ở đội hình nhóm. Hành trình này càng mới mẻ hơn với chủ nhân hit có ai thương em như anh. Bởi đã lâu rồi cô chưa tham gia show thực tế với vai trò người chơi mà chỉ góp mặt với tư cách là thành viên ban cố vấn hay huấn luyện viên. Hiện chị đẹp đạp giá đời sống 2024 đã công bố đủ 30 tên tuổi tham gia chương trình gồm Ngọc Ánh, Thu Phương, Mỹ Linh, Minh Tuyết, Phương Thanh, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, thì Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước, Đông Ánh Quỳnh, Thảo Trang, Kiều Lê, Xuân Nghi, Mia, Hạnh Sino, Nguyễn Thúy Hiền, Tuy Mi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Thu Ngọc, Châu Tuyết Vân, Ngọc Thanh Tâm, Mai Tinh Vi, Kiều Anh, Mít Thi và Hoàng Yến Chi Bi. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 10 năm 2024.